mời các bạn ghé thăm công trình nhà thờ đá giáo xứ Hợp Châu. Cậu, các bác đang vâng ạ. Vâng. Đây là các ông đang làm các dàn bè, dàn ráo. Vâng. Đúng là cán bộ thật ạ. Lần nào xuống cũng thấy các ngài. Vâng, cũng thấy các ngài là cán bộ rồi. Thế các bạn là đón xem những ông thợ đang đục đá. Ông ạ, vâng. Vâng ạ, chào các ông ạ. Vâng, hôm nay trở về với các ông xem là công trình đến đâu rồi ạ. Vâng. Vâng. Lắm công không nhỉ? Lắm công lắm. Dạ. Các anh ấy. Ở đài truyền hình là ấy. Ở bên vlog ạ. Vâng. Đang làm đẹp lắm. Vâng. Bắt đầu giờ cất phòng mới lên trong giết chậu bây giờ mới bắt đầu cất phòng. Vâng vâng. 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 Vâng, đứng chi tiết một đấy ạ. Thế các bạn đây là toàn là các đá hồng, nhưng mà về các ông thợ làm là thành ra sản phẩm rất là đẹp. Nhưng mà các bà ấy ở nhà mà có nhìn như vậy thì các bà ấy có ấy không? Không biết, ở nhà các bà không biết mở. Vậy giới thiệu các bà ấy mở thế là biết à. Hôm nay các ông đang làm công trình nhà thờ. Báo bà ấy là bà biết làm gì không? Phạm Thâu Vlog ạ. Thâu Vlog ạ. Thâu ạ. Thâu Vlog ạ. Vâng. Vâng. Cứ trông thấy ông khỏe mạnh là được rồi. Vâng. Lắm công các bạn.
Thì các bạn là đống cát đống đá như đống núi vậy. Công trình làm nhà thờ này có thể là như thời điểm này là lớn nhất Việt Nam, là xây, nói về xây bằng đá thì lớn nhất. Trước mắt ta đây là những ngôi nhà thờ cũ vẫn còn để nguyên các bạn nhé. Đây là làm nhà thờ mới ở đất mới. Mời các bạn sẽ đi tham quan xung quanh ngôi thánh đường. Vâng. Thưa các bạn, là tất cả các cái tay vịn như này là làm đá, nhưng mà đá hòn đá to đưa về là có máy xẻ bốn mặt để tạo thành hòn đá vuông thành sắc cạnh. Nhìn xây đường đây thì đục mỗi cái mặt cho nó đẹp thôi. Thưa các bạn, là cách đây khoảng độ một tháng thì mới xong đến mặt móng, hiện nay đã lên tường bốn xung quanh và đã được trên 1 mét bốn xung quanh, mà thợ ta thì không xây được, còn thợ miền trong xây đá rất là kỹ thuật. Các bạn nhìn từng nét hoa văn rất là đẹp. Đục tạo thành hoa văn. Phạm Thâu sẽ đi chung quanh khu vực đầu nhà thờ và đi bốn chung quanh để các bạn đón xem. Thưa các bạn, nhà thờ này nếu về thời điểm này là các bác thợ xây đá cho biết là lớn nhất Việt Nam. Cũng có nhiều nhà thờ xây đá nhưng chỉ xây móng.
Nhưng ở đây là xây sau này cả cái tháp luôn. Thưa các bạn, đây là cửa vào tum đầu nhà thờ. Bên trong cũng đổ cột bê tông nhưng mà xây ốp đá hết. Sau này ví dụ như Noel, hang đá Giáng sinh hoặc là táng xác Đức Chúa Giêsu vào trong này cực kỳ. Đầu tum này rất là rộng. Mời các bạn cùng Phạm Thâu đi vào thăm khu vực trong tum hầm. Thưa các bạn, đã ốp được một nửa một bên, còn một bên thì chưa ốp. Qua màn hình nhỏ này các bạn trông rất là rộng. Khuôn viên đất rất là rộng các bạn, biết bao nhiêu đá để vun đúc vào nhà thờ, xây cũng rất là nhiều đá rồi.
À vâng, chào ông thợ. Hôm nay lại về đây với ông thợ để xem công trình đến đâu rồi đấy ạ. Vâng. Vâng. Thưa các bạn, vòng quấn rất là đẹp. Vòng quấn cực kỳ bằng đá. 1, 2, 3, 4 tầng các bạn. 4 tầng dệt cấp. Thưa các bạn, là mỗi một một khối đá đây là 7 triệu, hơn 7 triệu một khối, mà tính bằng 1.000 gạch của mình, 1.000 gạch thì có khoảng 1 triệu 1.000 gạch. Nhưng đây hơn 7 triệu. 1.000 gạch cũng tương đương với một khối. Một khối đá này hơn 7 triệu. Gấp 7 lần các bạn nhé. Mà thợ xây thì rất là kỹ thuật. Xây rất là lâu. Và đây có cả nguyên con máy xẻ đá. Thưa các bạn, là muốn xẻ nhỏ ra thì đã có máy tại chỗ xẻ. Lưỡi cắt đá này mức lớn để 80 phân mét các bạn nhé, rất là lớn, chạy củ 3 pha hơn chục ký cái kéo nổi. Các bác đang thi công buổi chiều hôm nay. Đây đã lên thử được một cái quấn rất là đẹp các bạn.
video mình sẽ dừng tại đây và mời các bạn cùng đi lên gặp các thợ và tiếp video sau. Mời các bạn đón xem video sau. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ để Phạm Thâu Vlog có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm, bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại.